Tiền đạo Văn Toàn thêm một lần để lại ấn tượng với những pha xử lý trong màu áo câu lạc bộ Seoul Island Hàn Quốc tại vòng 1/8 cúp quốc gia Hàn Quốc. Seoul Island đón tiếp Gwangju câu lạc bộ đang thi đấu ở K-League 1. Trước đối thủ xếp trên một hạng đấu, Seoul Island vẫn thi đấu tự tin và hướng đến một chiến thắng. Với quyết tâm giải quyết trận đấu trong 90 phút, huấn luyện viên Park Chung-kyung đã tung Văn Toàn vào sân ở hiệp 2. Nhờ tốc độ và khả năng đột phá, tiền đạo người Hải Dương gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ đối phương. Tình huống đáng chú ý nhất diễn ra ở những phút cuối. Văn Toàn đi bóng trong vòng cấm địa Gwangju và nỗ lực chuyển bóng tới chân Yu Jang-wan. Đáng tiếc, chân sút này lại xoay người dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành. Yu Jang-wan không thể ghi bàn dù được trao cơ hội thuận lợi. Pha bóng của Văn Toàn nhận được sự khen ngợi từ phóng viên Park Jae-ho. Văn Toàn đã xuyên thủng hàng thủ đối phương và mồi bóng thuận lợi cho Yu Jang-wan trong vòng cấm. Nhưng bàn thắng lại không đến. Bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, Seoul Island phải trả giá với bàn thua cay đắng ở phút bù giờ. Thất bại 0-1 chung cuộc, Văn Toàn cùng đồng đội dừng chân tại cúp quốc gia Hàn Quốc. Văn Toàn và đồng đội dừng chân tại vòng 1/8 cúp quốc gia Hàn Quốc. Tuy không thể hưởng niềm vui chiến thắng, nhưng về mặt cá nhân, Văn Toàn đã một lần nữa cho thấy năng lực của mình. So với giai đoạn khoác áo Hoàng Anh Gia Lai, chân sút người Hải Dương đang ngày càng đa dạng hóa các pha xử lý bóng. Bên cạnh những tình huống xuống biên quen thuộc, Văn Toàn sẵn sàng đi bóng cắt vào vòng cấm địa hoặc tung ra cú đá từ xa. Một pha nã Đại Bác từng suýt đem tới bàn thắng cho Văn Toàn ở vòng đấu K-League 2 gần nhất. Kể từ khi gia nhập Seoul Island, Văn Toàn được ra sân khá thường xuyên tại cả hai đấu trường K-League 2 và Cúp Quốc gia Hàn Quốc. Huấn luyện viên Park Chung-kyung, người từng làm trợ lý huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam, hiểu rất rõ các phẩm chất của Văn Toàn và đã vạch ra một lộ trình để cậu học trò hòa nhập tốt với môi trường bóng đá mới. Với những màn trình diễn tại Hàn Quốc, Văn Toàn được cho là đã nằm trong kế hoạch triệu tập cầu thủ của huấn luyện viên Chu Xie cho trận giao hữu gặp Hong Kong Trung Quốc vào tháng 6 tới. Văn Toàn sẽ tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Chu Xie. Theo đánh giá từ các chuyên gia, chân sút 27 tuổi tỏ ra rất thích hợp với những yêu cầu của huấn luyện viên Chu Xie về một tiền đạo cánh trong hệ thống 3-4-3. Bản thân Văn Toàn cũng khá quen thuộc với sơ đồ này khi còn làm việc cùng hai huấn luyện viên Park Hang-seo và Kia Tisak. Dưới thời hai huấn luyện viên gần nhất dẫn dắt đội tuyển Việt Nam là Hữu Thắng và Park Hang-seo, Văn Toàn đều có mặt ở trận ra mắt và để lại dấu ấn. Người hâm mộ hy vọng cựu sao Hoàng Anh Gia Lai sẽ lại tiếp tục thói quen này trong trận đấu vào tháng 6 tới và trở thành một nhân tố quan trọng trong đội hình của huấn luyện viên Chu Xie.